Và xin chào tất cả quý khách hàng. Thì trong thời gian qua thì My và Vi cũng đã giới thiệu đến quý khách rất là nhiều các chương trình khuyến mãi, từ những dòng đèn pha, đèn đường, các dạng máy phát điện mini, và đặc biệt là có rất là nhiều chương trình ưu đãi xả kho để gửi đến quý khách. Trong cái video ngày hôm nay thì cũng sẽ tiếp tục là một video xả kho đèn năng lượng. Thì những cái sản phẩm ngày hôm nay My giới thiệu sẽ là những cái chiếc đèn đường năng lượng mặt trời pin rời với công suất dao động từ 100W tới 400W để phục vụ nhu cầu tất cả quý khách. Tuy nhiên là số lượng ngày hôm nay mỗi loại nó chỉ còn khoảng vài bộ thôi, là nếu quý khách hàng nào có quan tâm thì có thể là nhân cơ hội này để mua hàng nha. Và bây giờ thì My xin mời quý khách cùng theo dõi tiếp video này cùng My nha. Và đầu tiên sẽ là cái chiếc đèn đường pin rời với công suất là 60W. Thì với chiếc đèn này nó sẽ có tổng số chip LED ở bên trong là 180 chip LED. Thì với chiếc đèn này thì nó sẽ có cái phần vỏ được làm bằng nhôm, và ở phía trước sẽ là mặt kính cường lực, nên là khi mà quý khách sử dụng thì khách có thể hoàn toàn yên tâm hơn. Và với chiếc đèn đường năng lượng mặt trời thương hiệu Rolex với công suất là 60W này á, thì hiện tại mới chỉ còn có một bộ duy nhất thôi. Khách hàng nào ưng ý cái mẫu đèn này thì mới sẽ để cho quý khách một cái mức giá xả kho là 900.000 đồng, bao gồm vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, và sản phẩm cũng sẽ được bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm. Thì nếu khách hàng nào quan tâm thì nhấc điện thoại và liên hệ ngay với My nha. Thì tiếp theo sẽ là một cái dòng đèn mà My cũng đã từng giới thiệu đến quý khách rồi, và được cũng rất là nhiều quý khách hàng quan tâm và lựa chọn sử dụng, đó chính là cái dòng đèn đường năng lượng mặt trời pin rời với ký hiệu là RB. Và trước đây thì bộ đèn đường năng lượng mặt trời RB công suất 200W này được bán với giá là 1.850.000. Tuy nhiên ngày hôm nay khi mà quý khách xem được video này của My thì cái chiếc đèn RB 200W này chỉ còn với mức giá là 1.350.000 đồng, một mức giá cực kỳ ưu đãi mà quý khách có thể sở hữu bất cứ lúc nào. Bởi vì hiện tại thì cái bộ đèn đường RB 200W này My chỉ còn có 5 bộ nữa thôi, nên là nếu quý khách hàng nào có ưng ý thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại liên hệ ngay với My nha. Tiếp theo nữa đó chính là cái chiếc đèn đường RB 300W. Thì cái chiếc đèn RB 300W này thì hiện tại công ty Xenon Solar đang cung cấp ra thị trường với mức giá là 2.300.000 đồng. Thì trong video ngày hôm nay khi mà quý khách mua cái chiếc đèn RB 300W này thì nó sẽ còn với mức giá là 1.500.000 đồng, và hiện tại thì mới chỉ còn có một bộ duy nhất thôi. Và với công suất lớn nhất của dòng đèn RB này đó chính là công suất 400W. Thì hiện tại cái bộ sản phẩm này là do là hàng trưng bày nên mới còn sót duy nhất một bộ. Thì nó cũng có hơi trầy xước nhẹ một tí ở phần mặt sau, nên là nếu quý khách hàng nào ưng ý cái bộ này thì My sẽ để cho quý khách mức giá xả kho là 1.600.000 đồng, bao gồm vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, và chiếc đèn này cũng sẽ được bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm nha. Thì nếu quý khách hàng nào quan tâm và ưng ý cái dòng đèn đường RB này thì nhanh tay nhấc điện thoại liên hệ ngay với My nha. Và cuối cùng đó chính là cái dòng đèn đường pin rời có độ sáng cực kỳ tốt. Thì đây là một cái chiếc đèn có ký hiệu là RD. Thì hiện tại thì cái chiếc đèn đường RD này mới chỉ còn có 2 công suất thôi. Và với cái chiếc đèn đường pin rời RD 200W này thì mình sẽ bán mức giá xả kho là 1.350.000 đồng. Và hiện tại thì chiếc đèn đường RD 200W mới chỉ còn có 3 bộ thôi. Tiếp theo nữa đó chính là công suất lớn hơn, đó chính là công suất 300W. Thì với chiếc đèn công suất 300W này thì mình sẽ để cho quý khách với mức giá xả kho là 1.450.000 đồng. Thì với cái dòng đèn này thì mình chỉ còn có 2 bộ thôi, nên là mình sẽ dành cho hai vị khách hàng may mắn nhanh tay liên hệ ngay với mình. Thì nếu khách hàng nào quan tâm về cái độ sáng cũng như là ở cái chiếc đèn có thể sáng được từ 12 đến 18 tiếng thì quý khách cũng có thể cân nhắc và lựa chọn cái mẫu sản phẩm trong video ngày hôm nay của My nha. Và trong cái video ngày hôm nay thì My chỉ muốn giới thiệu đến quý khách về 4 cái dòng đèn đường năng lượng mặt trời pin rời thể với công suất là 60W, 200W, 300W và 400W để phục vụ nhu cầu tất cả quý khách hàng. Thì với những cái chiếc đèn cực kỳ chất lượng như thế này, tuy nhiên là hiện tại đang được áp dụng cái mức giá xả kho để cho quý bà con có thể trải nghiệm sản phẩm. Thì còn chần chờ gì mà không nhanh tay nhấc điện thoại và liên hệ ngay với My để đặt mua. Và trong cái video kế tiếp nữa thì My cũng sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý khách về những cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời pin rời thể với cái độ sáng tốt hơn nữa, để cho quý khách hàng có thể là cân nhắc và lựa chọn một cái bộ sản phẩm ưng ý cho mình. Thì nếu khách hàng nào có quan tâm thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh, bật vào chuông thông báo kế bên để có thể đón theo dõi những video kế tiếp. Còn quý khách hàng nào đã đăng ký kênh rồi thì không cần bấm lại đâu nha. Cái video ngày hôm nay của My cũng đã kết thúc tại đây. Hy vọng là sẽ giúp cho quý khách có thể lựa chọn được một sản phẩm ưng ý để sử dụng. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.